Em xin kính chúc cả nhà mình có một buổi trưa vui vẻ, một ngày cuối tuần thật là ý nghĩa. Hôm nay thì nhà em về ngập tràn rất là nhiều những sắc xuân để các bác chơi Tết Nguyên Đán sắp tới. Và sắp tới thì Tết Nguyên Đán gần cận kề rồi ạ. Và sở hữu một cái giò lan đẹp, một giò cây đẹp để đón chào năm mới thì nó rất là ý nghĩa. Ngập tràn những sắc hoa mai đỏ. Ngoài ra thì nhà em còn bán tất cả những dòng hoa lan rừng, đa phần hoa lan rừng nhiều, để các bác chơi xuân chơi Tết. Và các bác đặt hàng thì liên hệ với em theo hai số điện thoại 0393 998895 hoặc 0966 121377. Nhà em hiện tại chuyển sang địa chỉ mới là khu đô thị Đồng Mơ, thị trấn Gia Lộc, Hải Dương. Tất cả những đơn giá em báo là chưa có phí ship nhé. Các bác nhận hàng thanh toán tiền hàng, tiền cước phí cho bên vận chuyển ạ. Đây là phía bên ngoài đường nhà em, kia là phía trong cửa hàng ạ. Em sẽ đi ra bên ngoài để mọi người tham khảo qua cái hướng đi, đường đi nhé. Và Tết năm nay thì em sẽ bán thêm hoa ở cửa hàng, bán thêm cả những dòng hồ điệp và những dòng hoa mai đỏ, những dòng trà. Đấy, thì các bác có thời gian, các bác cần Tết từ 25 Tết trở đi thì có thể là hạn chế gửi hàng qua đường vận chuyển. Thì các bác có thể đến tận cửa hàng để sưu tầm cho mình những cái giò lan đẹp nhé. Đấy, hàng nhà em thì rất là nhiều, đa dạng, nhiều loại mặt hàng rất là đẹp. Cả những dòng địa lan đang có nụ hoa. Đây là trà này, trà ngũ sắc này. Đấy, rất là đẹp luôn. Mai đỏ này, mai đỏ kép, cánh kép bông to. Đây là những cái cây mà loại vừa rồi của em từ cái đợt 1 đấy ạ. Nên là đây là những cái cây xấu để làm mẫu thôi. Còn đâu những cái hàng đẹp là hàng đang ly di lụ để các bác chơi Tết. Đó, rất là nhiều. Đây ạ, phía bên ngoài đây là trục đường 39B. Trục đường này là trục đường đi Hưng Yên, đi Thanh Miện. Và phía đằng bên phải của nhà em đó chính là hướng đi lên thành phố Hải Dương, cách tầm 6 đến 7 km. Phía bên trái này đó chính là hướng đi lên cao tốc Hà Nội Hải Phòng nhá. Nhà em thì nằm ở ngay ngoài mặt đường chính, gần quán gà tươi 75K Phong Quỳnh đấy ạ. Đấy, các bác nhìn này, gà tươi 75K Phong Quỳnh. Phía bên trong kia đó chính là phía bên trong của đô thị. Đó, các bác có thời gian các bác ghé qua cửa hàng để lựa chọn cho mình những cái giò lan ưng ý nhất. Và nhà em thì chỗ để xe thoải mái rộng rãi. Các bác có thời gian thì ghé qua nhà em nhé. Hôm qua em có lên trên cũng thích hồng ấy, xách thêm mấy cây hồng về. Đây là những cây hồng chơi Tết này, rất là nhiều nụ luôn, đẹp lắm, thích hoa, thích cả hồng luôn. Và sau đây thì em giới thiệu luôn nhé. Đầu tiên là những cái dòng mai đỏ. Mai đỏ nhà em đây là lô cuối cùng rồi ạ. Cũng xin thông báo luôn là mai đỏ đây là lô hàng cuối cùng của em, kết thúc năm 2020 để cho bác chơi hoa Tết năm 2021. Nếu các bác muốn lấy thêm nữa thì sau này cũng không có hàng. Nên là số lượng hiện tại đang có nhiều, các bác tranh thủ mua sớm nhé. Các bác đừng để đến tầm 22 trở đi ấy. Nhiều khi cây của nó chọn đi những cây đẹp rồi ấy, là không còn cây đẹp nữa. Hầu như là từ 22 các bác mà mua càng muộn ấy, thì tức là cái số lượng hàng nó còn ít quá, không đủ để lựa chọn đâu. Đây là hàng đang có nhiều về thì các bác tranh thủ mua luôn. Mai đỏ nhà em thì em lên tận vườn em chọn. Vườn thì số lượng nhiều. Và những cây hàng xấu này, cây nhỏ này, nhà em cho ra làm giống hết để bán đầu năm. Còn cây lựa về thì hầu như toàn cây nhiều tán này, cây to và rất là nhiều nụ. Đây mọi người nhìn này, cái nụ của mai đỏ đã đang lên như thế này rồi. Các bác nhìn, các bác mua ở trên mạng thì chưa chắc đã đẹp như thế này đâu. Đấy, cây của nó đây, quá trời là nụ. Mà những cây loại của nhà em thì các bác nhìn nó đã rất là sai hoa rồi. Mà đây là những cái cây mà rất rất nhiều nụ đó, chứ không phải là những cái cây mà xấu đâu. Và giá nhà em bán là 220.000 đồng một cây. 220.000 đồng một cây nhá. Dòng này mua từ 3 cây em sẽ hỗ trợ phí ship cho các bác, tức là bao phí ship vận chuyển. Một số mặt hàng bên em bao ship em nói rõ trong quá trình đặt hàng. Loại nào không được bao ship thì các bác thông cảm cho em nhé. Đây này, nụ chi chít, nụ sai, rất là sai luôn, rất là đẹp luôn. Cây của nó thì lại nhiều tán, nụ của nó sẽ chuyển từ màu xanh sang màu đỏ. Đây ạ, tán đây, rất là nhiều tán, đẹp chưa ạ? Nụ rất là đẹp, 220.000 một cây, mua 3 cây bao ship. Và đây là những cây trà, có trà hồng và trà ngũ sắc. Một chậu của nó thì cũng khá là nhiều nụ, và cả nụ to, nụ nhỏ nhá. Đây nụ to này, và đây là những cái nụ nhỏ đang lên này. Nó rất là nhiều búp nhỏ, chứ không phải là các bác nhìn muốn lấy nụ to hết thì nó sẽ nở luôn đồng loạt đấy. Lấy cả to cả nhỏ nó sẽ nở được lâu dài hơn. Bông thì rất là to. Đấy, một chậu trà khá là cao và đẹp. Em bán là 230.000 đồng một chậu nhá. Chi chít nụ. Dòng này mua từ 3 chậu cũng sẽ được bao phí ship vận chuyển. Đây là trà, bông rất là to, đẹp luôn. Mai đỏ hôm nay nhà em đóng số lượng nhiều cho khách. Các bác ở miền Nam cực kỳ là chuộng cái dòng hoa mai đỏ này. Và dòng nhà em là dòng cánh kép nhá, có cả dòng cánh đơn, nó sẽ nhanh tàn hơn. Đi vào phía trong đây thì có một số mặt hàng như sau.
Thứ nhất là em có một số chậu địa lan cọp đỏ này. Đấy, những chậu địa lan cọp đỏ này. Hàng này thì hoa của nó đẹp, cây phong thủy thu hút tài lộc. Một chậu nhiều thân, nhiều giả hành. Nụ thì sẽ có ít nhất từ 2 nụ trở lên. Một nụ nở hoa, một nụ không nở hoa. Giá bình thường em bán là 260, hôm nay em giảm giá còn 220 một chậu thôi. Dòng này mua 3 chậu được bao ship nhé. Số lượng có hạn, em chỉ còn số lượng ít thôi, em bán giảm giá luôn. Tiếp bên đây là những chậu địa lan Sato. Sato màu vàng mít. Sato này thì hoa bền đến hơn 2 tháng. Sato bền hơn 2 tháng và một số chậu thì có cả hoa và cả nụ. Tức là các bác chơi từ giờ xuyên Tết chơi hoa. Đồng giá nhà em là 400.000 đồng một chậu. Từ 5-6 nụ. Sọng 5-6 ngồng nụ. Cả hoa cả nụ nhá. Là 400.000. Em bán đồng giá luôn. Tức là cả hoa đang nở rồi và có 1-2 búp đang bắt đầu hé nở. Đó. Đây là dòng địa lan Sato. Đây cọp đỏ đây. Một dòng hoa rất là đẹp. Dòng cọp đỏ này hoa thơm cực kỳ luôn. Tiếp đến là dòng bà liễu xưa. Bà liễu xưa thì em có loại cây cao. Đây này là chậu phi 18. Bà liễu xưa hoa thơm. Dòng này một trong những dòng năm cánh trắng quốc dân mà được rất là nhiều các bác yêu thích. Loại này thì em bán là 220.000 đồng một chậu nhé. Thân cao từ 60 cm. Một chậu này là 6. Thân cao 60 cm là 220. Em có loại nữa đó chính là bà liễu xưa. Nhưng chậu này là chậu hàng, đang có nụ hoa. Chậu này là chậu phi 25 cơ. Cây của nó lùn hơn nhưng đang có hoa để các bác chơi hoa luôn Tết. Bà liễu thì dòng này thuộc dòng đen rô nắng và chơi hoa bền đến 2-3 tháng. Dòng bà liễu này, dòng Sato này là những cái dòng mà rất là bền hoa. Những cái chậu này là chậu chơi hoa Tết này thì giá là 350 một chậu nhé. Kép vào trong chậu rồi về chỉ có bác chỉ phải treo dây lên thôi, không phải sang chậu mới. Chậu đều đang cố nụ hết. Đây, đang nụ hết rồi. 350.000 một chậu như thế này. Rất là đẹp. Tiếp nữa đó chính là vũ nữ ong vàng. Dòng vũ nữ này là dòng vũ nữ phân nhánh và mặt hoa màu vàng rất là tuyệt vời. Hàng đang có nụ hoa. Một chậu nhỏ nhỏ xinh xinh này này thì em bán là 65.000 đồng một chậu. 65.000 đồng một chậu thôi nhá. Vũ nữ này 65.000. Đó. Đùng tuyết mai. Đùng tuyết mai. Đây là một dòng tuyết mai ngũ sắc ạ. Đấy, một dòng hoa ngũ sắc. Bông hoa của nó thì nụ chi chít và hoa của nó rất là đẹp. Đây, mời mọi người cùng ngắm qua cái dòng mặt hoa này. Hoa của nó rất là đẹp và rất là sai hoa luôn. Đấy, chi chít là nụ nhá. Đây, một số bông hoa cho mọi người cùng ngắm. Có cả màu hồng, màu đỏ, màu hồng phớt. Đấy, màu hồng đậm. Rất là nhiều mặt hoa nên người ta gọi là tuyết mai ngũ sắc. Dòng này một chậu nhiều nụ này. Em gửi các bác những cái chậu nhiều nụ hơn. Em bán là 150 một chậu. Đấy, 150 một chậu tuyết mai. Quá là đẹp, tuyệt vời. Đây ạ, rất là nhiều những cái hàng thuần. Hàng thuần này chắc là tối nay em sẽ live stream cho các bác. Toàn giò khủng bố thôi. Đây, đai châu. Đai châu vừa nở hoa, thơm nức mũi luôn. Đây, mọi người cùng ngắm qua những giò đai châu này. Có thời gian thì em sẽ live stream. Ui, châu này chậu thì toàn chậu khủng bố luôn. Và tiếp đến là những cái chậu... Đây là những cái chậu phi điệp gì nhỉ? Tự nhiên lại quên tên. À, phi điệp Lộc Bắc. Đây, hàng về nhiều mà giờ chỉ còn một ít thôi. Còn 5, 6, 7, 8 chậu gì đấy. Dòng phi điệp Lộc Bắc của Di Linh Lâm Đồng rất là nổi tiếng. Hàng này cây gieo hạt nhưng mà cây rất là chất lượng, đẹp cả thân lá về. Đây, cây rất là lực khỏe, chiều dài từ 30 đến 35 cm. Giá là 170.000 đồng một cốc. 5 cốc sẽ là 500.000 sẽ được bao ship nhé. Bao phí ship vận chuyển 5 cốc. 5 cốc được bao phí ship vận chuyển. Đó. Đây này, hàng của nhà em ngập tràn những dòng phi điệp này. Cái này tối nay em sẽ like những cái giò hạc vĩ đang có nụ nhá. Tối nay rất là nhiều giò hạc vĩ đang có nụ. Em còn một vài giò đen rỗ mắt đen, hàng đang có xuống lá này. Em còn 3 giò thôi. Giá cũ là 380.000 nhá. Em đang giảm giá còn 350.000 một chậu. Em còn 3 giò cuối cùng duy nhất. Chậu rất là nhiều thân. Hàng đen rỗ úp này các bác lưu ý khi đang có nụ này. Đây, đang nụ hoa như thế này. Đây, mắt nụ đang gợn như này. Các bác vui lòng là tưới nước, chỉ tưới vào gốc thôi. Và hạn chế tưới nước cho em, bởi vì hàng này nếu mà tưới khỏe nhiều nước quá ấy, nó sẽ lên ki thay vì sẽ lên hoa. Đấy, hàng này lưu ý một chút xíu. Còn bông hoa của nó thì siêu to, siêu khổng lồ, đẹp và sai hoa, bởi vì 100% là hàng thân tơ đấy ạ.
Và nữa, đó chính là những cái bảng phi điệp tím của Thái xưa. Đây là hàng phi điệp xưa của Thái. Hàng này phải thuần rất là lâu rồi. Giống này hồi xưa nó cũng đắt đấy. Nó còn đi vào cả lịch sử, đó chính là những cái cuộc thi ngày xưa ấy, mà đạt được cả danh hiệu, đạt cả những cái... Đây, hàng 100% đều đang có nụ hết. Đấy. Mỗi bảng cũng khá là nhiều thân, từ 5 đến 7, cả dài cả ngắn. Và nụ đang chi chít luôn, rất là nhiều nụ luôn nhé các bác nhé. Cho mọi người xem nụ của nó này. Đây, nụ nó như một dàn sáp pháo luôn. Mà dòng này là dòng rất là thơm ấy. Dòng phi điệp rất là thơm. Một bảng này, siêu ngùng nụ, siêu nụ, siêu hoa này. Về chỉ việc treo lên móc và không cần phải làm bất cứ một cái gì. Hàng này em bán là 290 một giò. Quá là đẹp. 290.000 thôi. Một cái giò, giò một thân phi điệp các bác chia đầu quân là nó chỉ có mấy chục nghìn một thân. Đây là phi điệp tím nhá. Của Thái, bảng những cái bảng này. Sang bên đây là những cái chậu giả hạc Hawaii. 180.000 đồng một giò. Đang xuống lá để chuẩn bị sưng hoa. Dao động từ 7 đến 8 kg một chậu. Những bảng chậu giả hạc Pháp này, 130 một giò thôi. Giá cũ 180 cơ, em đang bán 130. Rất là nhiều thân. Đây lấy tạm cho các bác một chậu này. Đây đang chuẩn bị sưng nụ hoa này. 130.000 một chậu. 2, 4, 6, 7, 8. 8 kg, ít nhất là 8 kg. 130 thì tính ra cũng chưa đến 20.000 một kg luôn. Rất là rẻ. Và những chậu hồ điệp mãn thiên hồng. Hàng này em nhập từ trước Tết nên là giá thành nó rẻ. Chứ bây giờ hồ điệp mãn toàn trên 100.000 một chậu thôi. Và hàng nhà em là hàng hai ngồng các bác nhá. Hàng hai ngồng. Cây của nó thì đang lên nụ. Đang lên nụ như thế này. Cây phân nhánh nhưng mà cây của nó khi mà nụ nó to thì nó mới phát huy cái nhánh ở phía dưới. Còn nếu mà cây nó nhỏ mình nhìn chưa thấy đâu. Đấy, một chậu phi điệp hồ điệp mãn thiên hồng phân nhánh hai ngồng nụ. Hai ngồng nụ như thế này. Em đang bán ra với giá 90.000 đồng một cốc. Ba cốc các bác trồng vào một giò là đẹp. Là đẹp thoải mái chơi Tết. Giá 85.000 đồng một cốc. Mua 3 cốc giá 85. Còn nếu mà mua lẻ 1-2 cốc thì giá là 90.000. Đấy, những cái hàng này lãi một chút xíu xíu. Đây là hồ điệp mãn thiên hồng nhá. Hàng này hoa bền 3-4 tháng. Là dòng hoa bền nhất trong tất cả những dòng hoa hồ điệp đấy ạ. Đấy, đây là hồ điệp mãn thiên hồng. Đây em còn một cây hồ điệp lá biên này. Đẹp nhưng mà nó vận chuyển nó bị gãy một tay hoa. Giá cũ là... Đây, em bán 130.000 nhá. Đây, nó bị hư một tay hoa nhưng mà còn rất là nhiều những bông hoa ở phía sau. 130.000 cái chậu này nhá. Lá biên phát tài đấy ạ. Về vẫn chơi hoa chơi lá được. Sang bên đây là những chậu kiều Lộc Bắc vùng Di Linh Lâm Đồng. Chậu kiều này thì giá dao động từ 430.000, 450.000 và 480.000. Đấy ạ. Đây, những cái giò nhỏ xỏ xíu này thì em bán 400 này. Những giò nhỉnh hơn thì là 430. Đây, ví dụ những giò nhỉnh hơn 100, nói chung là rất là nhiều thân tơ. Những giò to hơn, nhỉnh hơn nữa là 450. Kiều này là kiều của Lộc Bắc, hàng thuần. Và giá trị dòng kiều này rất là cao. Thứ nhất là đặc trưng là những dòng kiều với vòi hoa dài, nở hoa Tết và đặc biệt là rất là sai hoa. Dòng kiều Lộc Bắc nhé. Đây các bác nhìn toàn lá, toàn lá. Thân già hầu như là cắt vỏ gần, hầu như là gần hết. Nhưng mà chỉ còn một ít thôi. Đa phần một chậu nó sẽ già nhiều thân tơ. Đấy, 400, 430, 450, 480. Em sẽ lựa theo tùy chậu. Còn có thời gian tối nên em sẽ live stream. Đây, chậu này to nhất này. Những chậu to mà quá nhiều thân như thế này là 480.000. Và kiều này thì mắt nụ đã sưng rõ to rồi. Hôm nay em thấy một số chậu là có mắt nụ sưng như bằng hạt gạo đấy. Tức là những cái dòng kiều chơi Tết được. Đó, kiều về rất là đẹp. Hàng này thì em gom lấy từ lâu thì mới có giá đấy. Bởi vì như năm ngoái cái giá kiều thời điểm Tết này là đã bán ra trên 500.000 một giò cơ. 550, 600 cũng có. Nhiều cực kỳ. Đấy, đây là dòng kiều Lộc Bắc. Tiếp theo là dòng trầm tùng đỏ thân thủ. Thân thủ, thân khủng, thân mập đẹp này. Đấy các bác. Quá là tuyệt vời đúng không ạ? Rất là đẹp luôn. Một số cây còn đang lên nụ này. Đây, những cái mắt nụ này đã xuống lá này là chuẩn bị sưng nụ hết rồi. Đấy, sờ gọn gọn là nụ lên này. Trầm đồng đỏ này em dao động từ 160 đến 200.000 đồng một thân. 160 thì thân của nó rơi tầm khoảng 45 cm, 40-45 cm. Còn đâu những giò từ 50 đến 60 cm thì giá
106, 108 và 200. Có 3 mức như thế nhé. Một thân trầm lồng đỏ. Thực ra thì với một cái ví dụ, cái thân này thân thấp nhất em bán 106 đi, 160.000 là các bác có một giò chấm chơi Tết thoải mái rồi. Đây nụ hoa này. Đây, cho mọi người xem luôn cái nụ hoa của nó luôn. Đấy, nụ hoa đây. Rất là đẹp rồi. Đấy, nụ hoa này. Lên rất là đẹp. Cái này thì hoa của nó rất là sai và hoa thơm nhé. Rồng đỏ rước lộc về nhà ấy ạ. Có 3 mức 106, 108 và 200 nhé. 200 em chọn thân dài nhất, 106 là thân thấp nhất, thân giữa giữa trung trung thì là 180.000. Một thân trầm lồng đỏ Tết từ 250 đến 300.000 cơ. Giá từ 200.000 đổ lại là sẽ giá quá là hợp lý. Đấy, lô này nhập của nhà vườn. Rồng đỏ, địa lan rồng đỏ. Top 1 trong những dòng địa lan em bán chạy hàng. Những dòng địa lan nào mà em bán chạy hàng thì em sẽ xin phép là giới thiệu các bác kỹ hơn. Rồng đỏ này như các bác theo dõi các like nhà em ấy thì em chạy số lượng nhiều. Từ hàng lá biên đến hàng không biên. Đây mặt hoa của nó đây. Em cũng có trưng bày một số những chậu hoa ở phía bên ngoài, ngoài đường và cho lên chậu thì những cái dòng này cho lên chậu rất là đẹp. Đây, một cái thân hoa của rồng đỏ này. Chưa thấy một cái dòng hoa nào mà hoa đẹp như thế này. Đấy. Một chậu nhà em sẽ dao động từ 3 đến 4 nụ hoa nhé. Một chậu rồng đỏ rất là nhiều thân, từ 3 đến 4 nụ hoa. Các bác nhìn thấy một chậu nào mà nó lại đây, chậu này 4 nụ hoa này. Bụi nó to như thế này không ạ? Đấy. Loại này thì em bán là 270.000 đồng một chậu thôi. Mua 3 chậu sẽ được bao phí ship vận chuyển nhé. Các bác kết hợp những dòng địa lan khác đều được bao phí ship vận chuyển khi mua từ 3 chậu. Đây là dòng rồng đỏ. Và bên đây là những dòng rồng đỏ lá biên. Loại lá biên này thì nó lại đang nụ hoa nó lại nở rồi. Đấy. Còn cái loại không biên này thì 270 nụ hoa nó còn đang trúng chím. Đấy, chậu này lá biên của nó đây. Giá cũ là 350. Hôm nay thì nó nở hơn một chút xíu, em bán là 300.000 đồng một chậu nhé. Đây là những dòng rồng đỏ lá biên thì 300. Còn rồng đỏ không biên này thì bụi to 270 thôi. 3 chậu đều được bao ship. Em còn một số chậu hương cát cát này. Đây hương cát cát đây. Hàng này có cả nụ cả hoa nhé. Còn vài chậu bán 220 một chậu. Em còn 3 chậu thôi. Giá cũ 260 ạ. Và đây, đây rồng đỏ này, cho lên chậu thì quá đẹp. Kiếm nhà em còn gần 100 chậu kiếm nữa. Và đây là hàng kiếm gieo hạt, hàng sống, gần 1 năm tuổi. Hàng nhà em thì đây ạ. Những cây này thì giá thành của nó chỉ có 40.000 một cốc thôi. Em có 5 loại: đỏ Nghệ An này, mã số 1, đỏ Thái mã số 2, Phan Chí mã 3, mã 4. Đây là xanh Huế mã 6 và vàng Củ Chi mã số 5. Gửi đi em sẽ đánh tên vào thành bầu. Đây ạ, một cây 1 năm tuổi nó khá là cứng gáp này. Rất là đẹp. 40.000 đồng một cốc nhé. 40.000 đồng một cốc. Cái cốc nù 68, nù 68 này, hàng cây giống này. Cây rất là lực khỏe, 45.000 một cốc. 45.000 đồng một cốc. Hàng nù rất là đẹp, cây khi nó thắt ngọn nó sẽ độ phình của thân nó sẽ nù hơn. Đây là cây năm nhất này, thắt ngọn nó nù này. Và đây ạ, là những dậu giả hạc châu Như F2. 60.000 một cốc. Đấy, 60.000 một cốc cho nhé F2. Giá cũng 70.000 em bán. Còn vài cốc em bán nốt này. Em còn hai cái chậu này là chậu phi bay châu chốc 240 được một cặp này. Mua lẻ 130 một cây, còn nếu mà lấy cả cặp là 240. Chậu trầm củ long đại. Trầm củ long đại hoa đẹp hoa thơm, dòng này thì nếu mà chăm tốt thì còn dài đến hơn 1 mét cơ. Đấy, dòng này vẫn còn đang đi ngọn. Chiều dài thân hiện tại là đang dao động từ 50 đến 60 cm. Giá là 200.000. Em còn vài chậu em bán nốt thôi ạ. Giá cũ không có giá này đâu. Đây, các bác nhìn hàng rất là nhiều. Tiếp nữa là những cái chậu đai châu Thái đang bán giảm giá 200.000 đồng một chậu. 200.000 đồng một chậu đai châu Thái cũng khá là nhiều cặp lá. Đấy. Đây, có cây ở đang lên nụ này. 200.000. Dendro Úc Chớp Mini, một trong những dòng dendro sai hoa. Và dòng này thì hoa của nó dòng mini, tuy nhiên thì dòng hoa chớp đẹp.
giảm giá 65.000 một cốc. Có 65.000 nữa ạ. Đây em còn vài cốc này, đó chính là giả hàng Ono 10 năm, dòng phi điệp của Đài Loan. Đây, một chậu của nó rất là nhiều thân như thế này. 250 một bụi. Đây gọi là một bụi phi điệp chứ không phải là một chậu phi điệp nữa, bởi vì nó khá là nhiều thân nhá. 5 cành trắng họng hồng này, 250 một chậu này. Từ 3 đến 2 đến 4 thân. Chậu nào 4 thân thì thân nó ngắn. Chậu nào 2 thân thì thân nó dài hơn. 3 thân thân nó ngắn hơn một chút. Dòng này là dòng 5 cành trắng mắt xước, họng trái tim, và dòng này thắt ngọn rồi. Hoa thơm, chơi Tết. Xem nào, còn một số mặt hàng nào nữa thì em giới thiệu luôn. Tiếp nữa là những chậu chóp Mỹ đang có nụ hoa. Chóp Mỹ giá thành phẩm là 280 một thân. Đấy, từ 350 bây giờ còn 280 một thân thôi. Rất là đẹp. Em sẽ sang dòng Dendro nhé, Dendro nắng nhé. Dendro nắng thì nhà em các bác cứ mua số lượng từ 3 chậu là được giảm 5.000 một chậu. Mua từ 5 chậu giảm 10.000, và mua từ 10 chậu ngoài việc giảm 10.000 một chậu sẽ được tặng thêm một lọ kết hoa. Trước mặt các bác đó chính là chậu bà liễu xưa, hàng hoa thơm, 5 cánh trắng quốc dân. Hàng này thì chậu của nó là chậu phi 12. Đấy, năm nay bà liễu xưa những cái dòng này khá là hút khách hàng, giá 80.000 một cốc. Các bác lưu ý cứ mua thì nhiều sẽ được giảm giá nhé. Em đọc giá bán trực tiếp thôi. Bên đây là dòng CC White. Dòng này hoa màu trắng tinh và hoa cũng rất là thơm. CC White 80.000 đồng một chậu, cũng bụi nhiều thân. Đấy, còn một ít này. Đấy, 80.000 đồng một chậu. CC White. Dòng đen đô nắng này ra hoa quanh năm, chơi hoa rất là bền, rất lâu tàn. Nó có thể thay thế hoa giấy cho các bác được. Các bác mua hàng này thì có là đẹp tuyệt vời. Sita Chong. Dòng hoa này thì hoa rất là đẹp, dòng nắng mới. Đây là dòng nắng mới, hoa đẹp. Dòng này 80.000 đồng một chậu, một số cây đang nụ này. Số cây thì đang đứng ngọn rồi, 80.000. Lô đợt này cây rất là đẹp. Và đảm bảo các bác luôn là cái hàng này nhà em bán chạy số lượng nhiều. Bởi vì như lô đầu tiên về ít quá, khách đặt hàng mà hết hàng luôn từ ngày thứ 2. Đấy, đây là Sita Chong. Vẫn còn rất là nhiều hàng để các bác lựa chọn. U Thai hoa thơm. Dòng U Thai này hàng đang một số cây đang có nụ này, 80.000 đồng một chậu U Thai. Lô đợt này cây cao và cũng khá là nhiều nhánh nhá. Đây là trắng lưỡi tím. Dòng trắng lưỡi tím này bụi to mà hoa thơm này, nhiều thân, 80.000. Bò nâu ạ, cũng 80.000 đồng một chậu bò nâu. Dòng bò nâu này dòng mới về của nhà em. Pen soda thì em có cái loại mà đang có nụ hoa này là 270.000, đang có ngồng nụ. Có một loại là 250 chưa có ngồng nụ, tí giới thiệu sau. Đây là pen soda nhá. Ba lưỡi hồng này, 80.000 đồng một chậu, cây mập đẹp. Nói chung là ba lưỡi hồng này cây rất là đẹp luôn, rất là mập, 80.000. Vàng chanh 80.000, cây to, mập, cao, 80.000 đồng một chậu vàng chanh. Phía bên đây là bò vàng này, cây bò vàng to, mướt, đẹp, 80.000. Dòng bò vàng này hoa của nó cánh xoắn. Dòng này rất là thích, rất là đẹp luôn. Cây tơ nhá. Đấy, mọi người cực kỳ là thích. Lá của nó khá là xếp, mít xếp đẹp ạ. Đây có bác đặt 5 chậu bà liễu xưa này. Tiếp nữa đó chính là tím. Tím đỏ. Dòng tím đỏ này là dòng hoa mặt hoa cánh tròn. Bụi cũng nhiều thân. Loại này 80.000 một chậu. Đây là tím đỏ. Hàng nhiều quá nên là em xin phép là sẽ quay hơi lan man một chút nhé. Còn bên đây là kinh ba. Kinh ba đây. Nó nói về cái dòng kinh ba thì cây của nó thì miễn chê luôn các bác. Một cây kinh ba cao mập đẹp, giá 80.000. Kinh ba hoa tím này, xoắn đẹp này. Kinh ba Hiroshi cũng còn vài chậu, hoa tím đỏ, hoa tím viền trắng, cũng 80.000. Tiếp theo nữa là hồng phấn 80.000. Đây một bụi hồng phấn này, cũng rất là nhiều thân, 80.000 một chậu. Vàng lưỡi nâu. Vàng lưỡi nâu là cái dòng hoa màu vàng lưỡi nâu rất là đẹp. Dòng này thì lá của nó như cây lá mít rụt xịt đấy ạ. Đây, cho mọi người xem luôn. Đây, cây của nó này. Bụi rất là đẹp luôn, 90.000. Loại này là giá cũ 100.000 đấy ạ. 90.000 một chậu vàng lưỡi nâu nhé. Hàng bao đẹp cho mọi người luôn. Nắng si sa. Dòng nắng này hoa cánh bay đẹp, 80.000. Cái nắng si sa 80.000.
Dendrolite hồ điệp cũng 80.000 đồng một chậu. Phía bên trong kia có Cisaret này, cũng 80.000. Hoa màu tím mà già rất là sai bông. À, đây là Blue Cow, hoa màu tím xoắn, 80.000. Pensoda cam, dòng này hoa màu cam lửa, dòng Pensoda hoa thơm, loại này 100.000 một chậu nhé. Loại này 100.000. Dendro hoa hồng, đây là dòng hoa hồng blue. Dòng hoa hồng blue này nó cũng khá là hiếm. Cây nhỏ nhỏ con nhưng đứng ngọn hết rồi. 80.000 một chậu. Cây này chỉ tầm một gang tay đổ lại thôi ạ. Loại này cây cao thì em nói rõ luôn. King Kong 80.000 đồng một chậu nhé. 80.000 đồng một chậu King Kong. Zaza mini, hàng đều đang có ngồng nụ hết. Dòng Zaza này thì hoa siêng và đặc biệt hơn là hoa bền này. Cái này ghép lên trụ đẹp. Một cốc như vậy em bán 70.000. 70.000 đồng một cốc Zaza đang có nụ. Nụ này thì các bác mới chuẩn Tết được, nếu mà ra hoa thì nó sẽ tàn sớm hơn. Các bác cứ lấy hàng nụ nhé. Bò tím lá mít, dòng này hoa bền đến hơn 2 tháng. Nhà em trồng cây bò tím đang nở hoa và đến giờ vẫn chưa thấy có dấu hiệu tàn. 80.000 thôi ạ. Tím xoắn Huế này, cây này cũng rất là mập đẹp, 80.000. Cây tím xoắn Huế. Nắng Kaji ạ, dòng nắng Kaji. Cây cao, to, 80.000. Các bác so sánh này, có những cây mà 100.000 cây rất là thấp bé, nhưng cây cao to như giá 80.000. Tùy từng loại từng màu nhé, giá thành nhập và nó khác nhau thì giá khác nhau. Ghi gửi tệ đi thì em ghi tên cho các bác vào thành màu, yên tâm là như thế. Nên các bác về có thể phân biệt được luôn, không phải là hàng sổ số hay gì cả. Ba lưỡi vàng, ba lưỡi đỏ, đây là dòng Dendro nắng đột biến về mặt hoa. Dòng ba lưỡi vàng, ba lưỡi đỏ này em bán 100.000 đồng một chậu. Cây tầm một gang tay đổ lại, cây khá là thấp. Đấy, thơm quá, mấy giỏ đai trâu đang nở hoa thơm cực kỳ luôn. Còn đây ạ, đây là Pensoda xưa. Dòng này thì hoa rất là thơm. Em có trưng bày một số chậu mẫu hoa ở ngoài cửa hàng. Phía bên ngoài còn đây là những cái chậu phi 18, chậu to bự này. Cây này ra hoa xuân, bởi vì cây đứng ngọn thôi. Còn nếu lấy hàng nụ là 270 có nụ luôn. Hàng này thì em bán 250 một bụi. Một bụi này thì quá là vĩ đại luôn. Giờ thì các bác không phải là chỉ muốn Tết mà các bác còn chơi cả xuân cơ. Mình chơi quanh năm nên là hàng nắng này không bao giờ là hết hot cả. Đấy, dòng đen Pensoda lúc nào cũng thế, tắt hàng 250 này. Em còn vài cây vàng lưỡi đỏ này, giá cũng 80.000 một chậu. Dendro móng rồng, 80.000 đồng một chậu móng rồng. Đây là đồng tiền, cũng 80.000 đồng tiền nhá. 80.000 đồng một chậu. Yellow 58, 80.000 một chậu. Đây là dòng Pensoda Light. Thỏ nâu, đây cây to bự như này cũng 80.000, còn hai cây thôi ạ. Dendro chuỗi ngọc, 80.000 đồng một chậu. Cây lùn lùn nhá. Đây, hoa thành từng chuỗi. Nở rất là bền. Ngọc trai đen, 80.000 đồng một chậu ngọc trai đen. Tiếp bên trong đây đó chính là Chanel, cũng 80.000 một chậu. Rất là nhiều những mặt hàng khác nhau hiện tại đang có ở cơ sở nhé em. Đây ạ. Và còn một số chậu bạch ngọc lan hương. Hàng rất là nhiều ngồng nụ, từ 5 ngồng nụ trở lên. Hoa của nó màu trắng tinh. Từ 5 ngồng nụ trở lên nhé, hoa rất là màu trắng. Dòng địa lan thân rủ mà hoa màu trắng này, rất là đẹp. Bạch ngọc lan hương này, 380.000 đồng một chậu. 3 chậu bao ship. Hoặc kết hợp những dòng như là dòng cọc đỏ này thì cũng được bao ship nhé. Đây, đai trâu đang nở hoa này. Rất là thơm. Đây, em còn 2 chậu hồng cánh sen đang chuẩn bị nở này. Đấy, đây là hồng cánh sen, hoa đẹp. Đây là màu cam lửa này. Đây là màu đỏ rượu vang này. Sơn thủy tiên hàng thuần này. Đây còn mấy chậu sơn thủy tiên đây. 330 một chậu. Mua 2 chậu thì giá 310.000 đồng sơn thủy tiên. Em còn một số hàng kg bán giảm giá nhé. Đầu tiên em có cái này là cái hàng kiều cánh tua 100.000 đồng một cân thôi. Sóc Lào em cũng bán 100.000 đồng một cân. Em còn một ít bên đây là hỏa hoàng cam này, 25.000 đồng một lạng, 250 một cân. Các bác có thể mua vài lạng cũng được.
Hoàng thảo Điện Biên Đông 130.000 đồng một cân. Hoàng phi hạc 100.000 đồng một cân. Đấy, giá thanh lý. Cùng với hoàng phi hạc em có cả gì nữa nhỉ? Phi điệp vàng cũng 100.000 một cân. Kim điệp nhựa 20.000 một lạng, 200.000 đồng một cân. Đây long tu sơn đây. Ơi cắt tỉa bó thành từng bó rồi. 22.000 một lạng, 220.000 một cân. Hoàng nhạn tháng 4 hàng thanh lý này, 35.000 đồng một lạng. Đây những cây của nó hơi mất nước một chút xíu nhé. 35.000 đồng một lạng. Đây là long tu đá hoa trắng 13.000 đồng một lạng, 130.000 một cân. Bạch nhạn 100.000 đồng một cân thôi. Đây bác nào lấy nốt cả cái rổ này. Bán vo 70.000 cái rổ này nhá. Bạch nhạn này. Đây cả cái rổ trồn trắng này, bác nào lấy cũng bán 50.000 một bó này. 50.000 trồn trắng, 70.000 bạch nhạn. Rất là nhiều những sắc hoa đang nở này. Rất là đẹp. Đó, đây là vũ nữ. Đây bà liễu xưa. Em còn vài cây tam bảo sa... À đây là cây ui, địa lan đẹp chưa mọi người ơi. Đấy, hoa màu trắng nhá. Đây là những cây hoàng nhạn lai 180 một cây mẹ con, mua 2 cây tính 170 này. Đây còn vài chậu đó chính là dendro 5 cái trắng họng tím. Đấy, dòng dendro đột biến mặt hoa 200.000 một chậu. Còn vài chậu. Rất là nhiều. Các bác có thời gian các bác ghé qua. Mai đỏ thì em đang xuất lượng số lượng dần dần. Và hơn 1.000 cây nữa toán từ giờ đến Tết. Các bác có nhu cầu các bác inbox cho em nhé. Và sau đây thì em xin phép là kết thúc clip tại đây. Và hai số điện thoại các bác vẫn thường liên hệ là 0393 998895 hoặc 0966 121377. Ngoài ra những dòng phân thuốc cho lan thì nhà em vẫn luôn cung cấp đầy đủ cả. Bộ sản phẩm phun tưới hoa lan đang được chương trình bao ship 430.000 bộ đơn và bộ kép là 700.000. Đấy, ngập tràn những sắc hoa. Tối nay thì nếu có thời gian em vẫn sẽ tiếp tục livestream các bác bán hàng nhé. Rất là mong nhận được sự quan tâm như sự theo dõi tất cả các bác. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ạ.